Sáng ngày 27 tháng 8, Công an huyện Long Thành đang xác minh nguyên nhân cháy xe chở vỏ hạt điều trên quốc lộ 51. Trước đó, khoảng 2 giờ 25 phút cùng ngày, xe tải này khi qua khu vực vòng xoay đường dẫn lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở xã Long An, huyện Long Thành, thì lửa bất ngờ bốc lên từ phần sau thùng xe. Sau đó, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Long Thành đến hiện trường chữa cháy. Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến phần thùng xe và cabin bị cháy rụi và không thiệt hại về người. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh thông tin, khoảng 0 giờ ngày 27 tháng 8, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lao động tại công ty than vàng danh Vinacoming đã được tìm thấy. Đó là anh Phạm Tiến Dũng, sinh năm 1987, quê ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 26 tháng 8, tại phân xưởng khai thác 3, công ty than vàng danh thành phố Uông Bí đã xảy ra tai nạn lao động làm 4 người bị vùi lấp. Sau đó, các lực lượng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân và đưa ra khỏi khu vực bị vùi lấp, lần lượt sinh năm 1988, 1990, 1993. Trong đó có 2 người quê ở tỉnh Thái Bình và 1 người quê ở tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tụt lở than, vùi lấp các công nhân đang làm việc. Sau khi xảy ra vụ việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cùng các sở ngành đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân. Đến 9 giờ sáng ngày 27 tháng 8, hàng trăm người ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã khống chế vụ cháy rừng sau một ngày đêm dập lửa. Ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch cho biết, vụ cháy rừng xảy ra khoảng 6 giờ ngày 26 tháng 8 tại khu vực rừng trồng keo lai của người dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Nhận tin báo, địa phương đã huy động 500 người là cán bộ xã, các đoàn thể, người dân trên địa bàn và 8 xã vùng phụ cận đến hiện trường triển khai dập lửa. Tuy nhiên, khu vực xảy ra cháy rừng cao gần 1.000 mét, địa hình đồi núi đá phức tạp, thực bì dày, kết hợp gió phơn Tây Nam thổi mạnh, thời tiết nắng nóng gay gắt, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch vẫn bố trí lực lượng canh phòng tuần tra do than củi vẫn âm ỉ cháy, chưa thể dập tắt. Thiệt hại bước đầu ước tính khoảng 10 hectare rừng bị cháy. Chiều ngày 26 tháng 8, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin chính thức về tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 2 tháng 9, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa đón khách đến tham quan và tiếp sau đó sẽ mở định kỳ vào 2 ngày cuối tuần của cuối tháng. Như vậy, từ nay đến cuối năm 2023, chương trình tham quan sẽ được tổ chức 5 đợt tham quan. Về lộ trình tham quan, mỗi đoàn khách gồm 30 người tham quan trụ sở trong khoảng thời gian 60 phút. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, người dân và du khách phải đăng ký trước để vào tham quan, có mặt tại địa điểm tham quan trước 15 phút. Khi tham quan, vui lòng mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu thông tin. Đây là chương trình tham quan không thu phí, người dân và du khách có thể đăng ký tham quan theo địa chỉ http://visit.hcmc.vn. Liên quan vụ người phụ nữ bạo hành bé trai 8 tuổi, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đã giao chi hội luật sư của hội cử luật sư tham gia phối hợp với gia đình, cơ quan, đơn vị có liên quan tìm hiểu và có kế hoạch hỗ trợ pháp lý nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Đồng thời trên cơ sở đó kiến nghị xử lý kịp thời đối với đối tượng có hành vi bạo hành và ngược đãi trẻ em. Theo điều tra, Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi, có quen biết và là hàng xóm với gia đình anh C, khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Do vợ chồng anh C bận đi làm và cháu T, 8 tuổi, là con của anh C, đang nghỉ hè nên có nhờ Trang trông coi, chăm sóc, dạy kèm. Quá trình trông coi cháu, Trang khai ít nhất đã 10 lần dùng đũa tre, dây thắt lưng, cán chổi đánh cháu từ tháng 6 năm 2023 đến nay. Qua kiểm tra, cơ thể cháu có hàng chục vết thương bầm tím do Trang dùng chổi đánh. Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp Trang để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Ngày 26 tháng 8, sau quá trình xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đoàn Minh Hà, sinh năm 1968, 4 năm tù về tội trốn thuế.
đồng thời buộc bị cáo phải nộp số tiền đã trốn thuế vào ngân sách nhà nước. Theo cáo trạng, Đoàn Minh Hà thành lập doanh nghiệp tư nhân Liên Hà, trụ sở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2004. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2010, bà Hà và đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu GB Bank thống nhất. GB Bank chọn mua hoặc thuê một số tài sản của bà Hà và doanh nghiệp tư nhân Liên Hà để mở rộng mạng lưới của GB Bank tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng, bà Hà đã ký 11 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 11 bất động sản cho GB Bank với tổng số tiền là 379 tỷ đồng. Hai bên đã giao nhận đủ tiền. Trong đó, GB Bank đã nộp các loại thuế và lệ phí 3 bất động sản tại quận Tân Phú, quận 1 và quận 3 với số tiền 2,8 tỷ đồng thay cho bà Hà. Những tài sản này bà Hà đã làm thủ tục sang tên cho GB Bank. Riêng tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân 8 bất động sản còn lại, hơn 20,7 tỷ đồng, Hà không kê khai nộp thuế.